Chào mừng các bạn đến với kênh Phương Channel. Rất vui được gặp lại các bạn với video mới nhất. Các bạn ơi, hiện giờ Phương đang có mặt tại giao điểm tin mừng, địa chỉ là 1201 sạc 12, đường Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè. Hiện giờ Phương thấy đây là một mảnh đất trống các bạn ha. Bây giờ Phương sẽ đi thẳng vào bên trong để chia sẻ cùng các bạn. Hiện giờ bà con giáo dân đang đọc kinh cầu nguyện. Thì để một chút nữa Phương sẽ qua quay bạn. Bây giờ Phương vào bên trong thì bên đây thấy bên đây là nó trống lắm rồi, mái không có cái mái che nắng. Nó bà con hiện giờ về qua chỗ đối diện các bạn. À, mấy cái bồn nước vẫn còn để đây, chưa chưa đem chỗ cất bạn. Mấy cái bóng đèn cây cao nữa. Tháo xong chưa đem cất để tạm đây. Phương có một người bạn đây rủ Phương rủ đi là chủ nhật, nhưng mà chủ nhật Phương lại bận á nên không đi được, nên hôm nay Phương thấy hơi rảnh nè đi luôn để mà thứ bảy chủ nhật lại không đi được, mất công lỡ hứa là không đi được nữa. Được cái địa chỉ, cái điểm giấu, điểm tin mừng này Phương cũng nghe nói nhiều rồi nhưng mà Phương chưa có biết địa chỉ. Thì sáng điện nhờ người bạn chỉ, Phương mới mò tìm đường qua tới đây mà. Ghế rồi bàn vẫn còn để ship đây mà ha. Chưa, do bên kia Phương thấy nó chỗ nó hơi không được rộng mấy nên vẫn còn để đồ giờ, ghế bàn đây vẫn còn để nhiều. Thì ở đây vẫn còn để rất là nhiều ghế ngồi mà đông người ngồi, với lại mà một vài người ngồi mà. Rồi cây kiểng cũng còn nhiều. Thì có Đức bên đây nè, thì Phương thấy có Đức Mẹ Maria nè và Đức Chúa Giêsu nữa bạn. Do bên kia ha, chưa chưa tìm được chỗ để hay sao nên để tạm, còn chưa dính rời qua. Ở bên đó thì Phương thấy diện tích nó không, như nó hơi hẹp hơn bên đây các bạn. Phương thấy để ghế là đã nhiều lắm á, chặt luôn các bạn. Thì hiện giờ là chưa nắng nhưng mà bà con vẫn đến đọc kinh cầu nguyện. Thì chút nữa Phương sẽ qua bển quay lại chia sẻ hình ảnh cho các bạn xem, bà con giáo dân họ đến họ cọc đọc kinh cầu nguyện. Đây bông đẹp quá, cái kiển đẹp quá. Đây hiện giờ Phương đã qua bên chỗ đây chỗ bà con đang cầu nguyện ha. Bây giờ Phương để cho bà con đang đọc kinh cầu nguyện ha. Phương không nói chuyện được nha các bạn. Mong bạn thông cảm. Lord.
Clip tới đây xin tạm dừng các bạn ha, để cho bà con họ đang tập cung vào quyền á, quân không dám làm phiền. Clip tới đây xin chào tạm biệt. Nếu các bạn xem hay thì nhớ like và bấm một đăng ký kênh ủng hộ Phương nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn video sau.